Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vận mệnh của mỗi người không phải được quyết định bởi chúng ta, mà nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Canh Tốt sinh năm 1970 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp bạn biết được công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên của mình sẽ như thế nào. Từ đó chúng ta sẽ biết cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Và nội dung trong kênh Phong thủy Gia Cát được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt với kinh nghiệm dày dặn xây dựng nên. Thưa quý vị, xem tử vi là một thói quen của nhiều người trước khi bước sang tháng 7. Việc xem tử vi cho tuổi Canh Tốt sinh năm 1970 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp bạn biết trước được thiên cơ, biết trước được những điều thay đổi tương lai để có cách xử trí kịp thời, giúp tất cả quý vị xu cát tị hung và thâu thu may mắn tài lộc đến với mình. Trong phần luận giải này, thầy Gia Cát cùng với các thầy sẽ đưa ra phương pháp hóa giải lá số tử vi cực kỳ chính xác và hiệu quả. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Canh Tốt sinh năm 1970 trong tháng 7 âm lịch. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Canh Tốt sinh năm 1970 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Tốt sinh năm 1970, mệnh Thoa Xuyến Kim, là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Chỉ cần giao việc cho con giáp này là cấp trên có thể yên tâm, dù là chuyện tồi tệ đến đâu họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì sẽ làm đến nơi, đến chốn. Theo phong thủy lộc tài, dù gặp việc khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác, mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được, chắc chắn, không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp, mà khéo kết quả lại thường thấy họ tự ôm rắc rối về mình. Ở tuổi 52, người tuổi Canh Tốt sinh năm 1970 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó nhận được phần thưởng xứng đáng với chính mình. Dù ở độ tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức trách nhiệm, tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình có hệ số rủi ro quá cao như cổ phiếu. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các quý vị gia chủ Canh Tuất cần phải chú ý cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp tuổi Canh Tuất trong tháng này không đạt được bước tiến đáng kể, chủ yếu là vì bản mệnh không chiếm được lợi thế cạnh tranh, lại thường xuyên vướng vào những chuyện thị phi, mâu thuẫn không đáng có. Thậm chí có người thường xuyên đứng ở vị thế đối lập với lãnh đạo nên khó có thể được cất nhắc, được giao nhiệm vụ để khẳng định giá trị của bản thân. Gia chủ cần giữ trạng thái bình tĩnh khi đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống, chớ nên nóng nảy, bất mãn, hành xử theo cảm xúc nhất thời, như vậy chỉ khiến bạn thêm nhiều vấn đề khó giải quyết hơn nữa mà thôi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực trong lĩnh vực tài chính của những người tuổi Canh Tuất trong thời gian này. Bản mệnh không nên nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, kẻo dễ rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Người làm đầu tư kinh doanh cũng chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng trong năm nay, nếu không dễ rơi vào cảnh lỗ vốn. Những người làm công ăn lương tháng này thu nhập khá ổn định, tuy nhiên chỉ cần chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát,
chư mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Canh Tuất trong tháng 7 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của gia chủ có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của bạn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ tập luyện các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt xảy đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Gia chủ cần tránh những khu vực ẩm ướt hoặc u ám để tránh những tai nạn hoặc sự cố bất ngờ phát sinh. Ngoài ra, giữ tâm lý tích cực khi đối diện với khó khăn cũng chính là một trong những cách hiệu quả giúp bản mệnh duy trì sức khỏe tốt, tránh tình trạng đột quỵ, nguy hiểm tính mạng. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia đạo tình duyên tuổi Canh Tuất không lý tưởng trong tháng này. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia về những chuyện trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Đôi bên cần phải tiết chế, không nên quá cứng đầu cứng cổ, khăng khăng làm theo ý muốn cá nhân, khiến tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt. Người sống độc thân hoặc đơn thân không nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và chính bản thân bạn cũng thường xuyên ở vào thế bị động nên khó có thể tìm ra người phù hợp với mình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thìn, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Giáp Thìn, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành. Các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào số phận và cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống có được những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.